Câu hỏi 1, tại sao công nghệ Rail Skyway được tạo ra quá lâu, những 36 năm và ai đã tài trợ nó? Ngành công nghiệp vận tải là ngành bảo thủ nhất. Yên ngựa từ ý tưởng đến lúc giới thiệu đã đi qua 1.000 năm, một cây cầu thì trong 700 năm, như vậy có dài hay không? Ô tô chạy hơi nước 100 năm trước Ford. Đường sắt 150 năm trước Stephenson, nhưng chúng khác nhau. Và máy bay trực thăng và ốc vít được vẽ bởi Leonardo da Vinci, vân vân. Do đó, một số giải pháp sáng tạo nghiêm túc trong ngành vận tải đôi khi đã được tạo ra trong nhiều thế kỷ và thậm chí là hàng thiên niên kỷ. Nếu chúng ta dành thời gian, chúng ta phải luôn luôn tiến hành một sự tương tự. Ví dụ, Siemens đã tạo ra một đoàn tàu trên đệm tự tính. Bắt đầu tạo ra công nghệ này vào năm 1936 và một lần bán đầu tiên vào năm 2000 sau 60 năm. Kinh phí đầu tư là 6 tỷ rưỡi euro. Và rồi có một đơn đặt hàng duy nhất, chính phủ Trung Quốc đã đặt con đường này, một sân bay ở Thượng Hải. Nó được xây dựng trong 3 năm. Đây là đơn đặt hàng duy nhất với giá trị nửa tỷ đô la, trong khi công nghệ được đầu tư 6 tỷ rưỡi euro. Rõ ràng là công nghệ đã không được trả tiền tương xứng với đầu tư bởi vì nó tệ, mặc dù nó đã được thực hiện bởi Siemens, đầu tư 6 tỷ rưỡi euro. Do đó, mọi thứ được xác định không phải bằng tiền, không phải bởi các điều khoản, mà bởi loại công nghệ nào được cung cấp. Trong số 6 tỷ rưỡi này là Siemens với nhà nước. Bởi vì một trong những khách hàng của công nghệ là chính phủ Đức, Bộ Giao thông Vận tải Đức. Tiền chủ yếu để đi tìm một giải pháp, làm thế nào để được thực hiện hệ thống treo này, xây dựng những con đường nào trên các dây dẫn thông thường, trên các chất siêu dẫn, giải pháp nào dành riêng cho các nút, phần tử, vân vân. Mất 40 năm của 60 năm để tìm ra giải pháp. Và nó đã tiêu tốn của Siemens và nhà nước Đức 4 tỷ euro. Do đó cần phải hiểu phải làm gì và tham gia vào thị trường nào. Và chúng ta đầu tư khoảng 300 triệu đô la, đó là một ít tiền so với những gì Siemens đã đầu tư. Và Siemens đã đưa ra thế hệ thứ nhất, giờ đây chúng ta có thế hệ thứ tư, có công nghệ Rail Skyway chở hàng, có đô thị, có tốc độ cao. Thế hệ thứ nhất và thứ tư là gì? Máy bay của anh em nhà Wright, đây là thế hệ thứ nhất, và Boeing 787 hay Airbus A380 là thế hệ thứ tư. Và số tiền này được đầu tư chủ yếu bởi tôi, không phải bởi các nhà đầu tư. Bởi vì các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư bên ngoài là khoảng 10%. Tôi đã có doanh nghiệp, họ vẫn còn ở thời Xô Viết. Tôi đứng đầu trung tâm DTM, tôi kiếm được 3 triệu rúp đầu tiên, rúp Liên Xô. Tôi đã có cửa hàng, có sản xuất. Tôi thậm chí còn là một nông dân, tôi có đất. Và trong nhiều năm, tôi đã phải làm việc mà không được trả tiền, không được tài trợ và bằng cách nào đó để có thể trả tiền cho văn phòng dự án, văn phòng thiết kế, những thứ mà Siemens cũng phải đầu tư vào. Khoản đầu tư của chúng ta ước tính khoảng 300 triệu đô la, đây là những khoản đầu tư trong quá khứ. Và trong số những người đầu tư tiền, có những người nổi tiếng như Alexander Lepev, thống đốc lãnh thổ Krasnoyarsk. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, chúng tôi đã hoàn thành công việc và xây dựng địa điểm thử nghiệm ở hồ. Nó là đa giác chuỗi vận chuyển hàng hóa.
Trong số các nhà đầu tư có tổ chức Liên Hợp Quốc, họ đã ban hành hai khoản tài trợ, đó là chính quyền của cận Khantymansik và thống đốc Filipenko. Đây là những thị trưởng của các thành phố Khabarov, Staropol. Đây là hàng ngàn người dân thường, người đã đầu tư ít tiền ở các giai đoạn khác nhau. Và do đó những gì đã được thực hiện tất nhiên nhiên không chỉ bởi tôi. Hàng ngàn nhà đầu tư và nhà thiết kế, nhà nghiên cứu. Và những gì chúng tôi đang làm bây giờ, tất cả sẽ được tính đến và họ sẽ nhận được một phần trong doanh nghiệp này tương xứng với sự đóng góp đã thực hiện.